Xin chào, lại là Pintop đây. Ngay bây giờ xin mời các bạn sẽ cùng cười bế bụng bầu với những tình huống hết sức bá đạo, hết sức độc lạ trong video hôm nay nha. Vô. Bị chó dí là xưa rồi nha mấy fan. Tầm này ra đường nhớ coi chừng mấy con gà nha. Run. Why are you running? Why are you running? Không thì sơ hở là tụi nó dí chạy xúc cái quần luôn đó. Chia buồn với thanh niên nha, chắc là em áp lực lắm đúng không? Kiếp nạn thứ 1001 của thằng nhỏ. Rồi rồi, ông làm cha của tôi hơi bị lâu rồi đó ông già. Thằng nhỏ cái đầu u một cục, thấy thương gì đâu luôn á. Để con quánh trái banh này cho ba với má coi nha. Ok ok con trai của ta. Bạn bị tin rồi. Thằng nhỏ này đỉnh ghê vậy trời. Quánh một cái mà cây gậy bay qua hàng rào luôn. Dữ dằn thiệt sự mà. Biểu hiện của mấy đứa mê gái kiểu đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Quá trời quá đất cái nết của con chó rồi. Có cái gì thì từ từ nói, gấp gáp quá ăn chi người ta cười vô mặt. Chị đẹp hí ha hí hửng đến gót. 2, 3, vô luôn chị ơi. Sao mày ngu thế hả? Xin nhận của tại hạ một lại. Ủa, rồi quánh kiểu gì mà được vậy luôn à chị yêu? Bố tai thiệt á. Đồ ăn bê ơi, bê ơi bê. Bù vô kiếm ăn liền nè. Tội anh trai, mới mua cái bánh mà bị mấy anh chim giành quá giành. Anh bạn khoe, con chó nhà tôi ngoan lắm. Và đây là con chó đó. Rồi rồi là tới khúc nó ngoan dữ chưa ha. Cái con này là con báo chứ con chó gì trời. Để em hướng dẫn mấy anh chị thoa kem chống nắng cho trắng giống như em da. Đầu tiên là sụp 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 nó lên. Và sau đó rồi rồi, làm gì có sau đó nữa. Bà chị mạnh tay quá, làm cái tuyết kem nó xịt tùm lum tà la luôn kìa. Muốn có bờ mông mà lem như chị gái thì nhớ tập gym nha mấy bà. Tôi con gái thì tôi còn mê huống chị mấy ông con trai. Còn gì nữa đâu mà không với chồng. Không sao, không sao. Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Ôi ôi, cái sợi dây hát dịch này thiệt là tàn ác với chị tao mà. Biểu hiện của sự tàn ác là đây chứ đâu. Nhân lúc đứa bạn thân bị thương, đẩy nó tới chỗ thằng người yêu của nó đang hôn con khác. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Quê là quê là quê, chúng mình quê quá. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Trời đất ơi, thứ gì chịu nổi. Đúng là thiện tai mà. Đi xe hơi mà không thọt cái đầu ra ngoài cửa sổ giống như bà chị là dở rồi. Coi nè, mát dữ chưa bay ơi, bay ơi bay. Là mát dữ chưa chị? Ta nói vừa cái nư của tôi lắm. Bỏ cái tật ra dễ nha mé. Em gái học đời đu trend, nhún nhún nhảy nhảy trên tép tớp. Trời ơi trời, cách cái màn hình mà còn thấy ngợp thở đó mấy men ơi. Thương đau đầy ái nhân gian. Ai chưa qua chưa phản lặng. Với tính khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Rồi xong, lòi lông.
gãy ba nó cái chính hiệu rồi, bỏ tật đuối tre nha bé ơi. Cũng là hàng rào, nhưng mà cái hàng rào này nó lạ quá. Hello bạn nhỏ. Hello rồi, mình sắp bắt nhau. Còn ghế chưa? Ghế chưa? Lại còn biết nháy mắt nữa chứ. Cái hàng rào này 3D sống động dữ luôn à nha. Con gái gì mà hở hang quá đi, để chị giúp cho nha. Ôi trời ơi. Được. Hào Hán. Hào Hán. Lại giúp giữ chưa chị gái, làm người ta lồ lộ luôn à. Double có sự tổn thương là đây chứ đâu. Ây là trời, nay ra đường không coi ngày phải không chị gái? Gì mà combo quỷ diệt cái điện thoại long thần ghê, thiệt là rầu quá đi à. Được bữa gia đình quay quần ngắm mưa chiêu chiêu rồi đó keo. Gì vậy? Ủa gì vậy? Trời đất thiên địa đụng ơi, sấm chớp có chút xíu à, mà mấy ông đàn ông chạy công đích, còn hội chị em phụ nữ thì vẫn ngồi yên đó. Thiệt là ngược đời quá đi mà. Để tôi biểu diễn cho mấy anh trai coi một đường cơ nha. Bao chuẩn chỉnh, bao ngầu lồi, chính xác. Rồi, mày xong rồi. Tức chắc chết, con với chả khái. Tội ông anh kiểu quánh thằng nhỏ cũng không đành. Mùa hè mà không đi biển là có lỗi với mẹ thiên nhiên lắm. Hai anh trai này đã quyết định đi biển. Trời ơi thích quá à. Ê vãi lại. Thì cũng là biển mà là biển nhân tạo. Thiệt là bo tay với hai ông anh này mà. Thế nào là enjoy cái moment đúng cách? Là giống như vậy nè mấy ba. Tuy cái tướng của em to, nhưng mà tâm hồn của em nhỏ xíu nha mấy anh chị. Sau khi xem xong video vừa rồi thì các bạn cảm thấy như thế nào? Nhớ để lại chia sẻ cho Bình Top biết với nhé. Và đừng quên like, share, subscribe và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.